trăng ngà, tình quê sáng ngời dòng sông Mã. Vọng tiếng hò hoan đưa mái chèo trên khúc dân ca. Màn lác yêu thương quê hương tiến đoàn con lên đường, gái trinh nương đua mái chèo tài lương, trai Lam Sơn tung cánh rồng ngàn phương, hoặc súng trên vai phấn khởi ra tiền phương. Vui bước lên đường màn sương sớm còn vờn trong nắng, ngọt mát dừa xanh bao lúa vàng đưa tiến chân ơi. Bên núi tre xưa chung câu ước hẹn với nhau rằng, lúa quê ta năm tân mùa em lo, anh ra đi quyết giết giặc lập công, ôm ấp trong tim bao nhiêu lời đã hứa thủy chung. Nơi tiền phương anh ơi anh có biết, từ Hàm Rồng đường qua Bến Ghép, có chiến công ai theo anh mãi tới chiến trường xa. Cô gái tình già dưới làn mưa bom vẫn chờ phà, cho từng đoàn xe ra tiền tuyến, súng bên vai buồn theo trăng vượt biển, bắt giặc lái kia không cho chúng có đưa hương ra. Mưa sớm hôm sau vẫn tay em gặt năm tân đồng ta. Ơi người ơi nơi quê hương có biết, lòng tự hào dồn lên cây súng thép, có sức quê hương cho anh bắn quân thù càng tin. Hai tiếng quê thanh luôn luôn nhắc nhớ bên mình, bao hẹn hò ra đi lòng nhớ, dấu trông gai đêm mưa với ngày lửa, vững lòng sắt son anh xông tới giết quân thù chung. Dạng giữa Lam Sơn gom sức chạy ngoài tiền tuyến lầm cờ. Dân đón mừng ngày chiến thắng, cả nước cùng vui, không bóng giặc ở khắp nơi nơi. Sung sướng biết bao, quê hương hát mừng đón anh về, nắm tay nhau nghe tiếng lòng xao xuyến. Kia đôi chim tung cánh trên đồng xanh, chim hót bên nhau, ấm tổ chim sinh. Sông Mã uôn dừa xanh lúa vàng cùng soi bóng, rộn tiếng hò hoan sang ánh điện trong vắt mênh mông. Ai có đi xa cho ta nhắn nhủ mấy câu rằng, gái trai thanh bên lúa vàng dân sóng, đang say sưa bên mé trên tầng cao, tung lưới ra khơi đem ánh điện xanh với ngàn sao. Ai về quê hương ta nghe tiếng hát, biển rộng rừng bao la bát ngát, vui cá trong khoang, vui tiếng máy reo trên tầng cao. Vui lúng tăng ca, bên nhau sánh nhịp bước trên đường, vui trường làng vui trang sử mới, đứng bên nơi nhìn con yêu mẹ đời, mai ngày lớn khôn, bao mơ ước tương lai chờ con. Đẹp đất quê thanh, khóm sưng con còn sung sướng nào hơn. Về dòng sông Mã, ai về Thanh Hóa có thấy trai Lam Sơn dựng xây bao chiến công. Đẹp đôi với người con gái quê của chiều trên, đến vừa ngoan vừa đàm áp vừa xinh. Đẹp đôi với người con gái quê của chiều trên, đến vừa ngoan vừa đàm áp vừa xinh. Đẹp đôi trai gái
đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri đơn vị bầu cử số 21 và 22. Xã Các Sơn phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trường tiểu học Phú Sơn và Hải Châu thực hiện tốt công tác dạy và học. Thôn Hữu Đức xã Mai Lâm và thôn Đông Sơn xã Phú Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11 năm 2017, tại công sở xã Trường Lâm, Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với xã Trường Lâm đã tổ chức hội nghị để đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 22. Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 gồm có các ông bà Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Thi, tỉnh ủy viên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, Nguyễn Thị Hồng, cán bộ xã Tân Trường. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện các cơ quan ban ngành cấp tỉnh. Về phía huyện Tĩnh Gia, có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể 17 xã phía Nam và đông đảo cử tri trực tiếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, đơn vị bầu cử số 22 đã thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại hội nghị, trong không khí dân chủ, cởi mở, đã có 10 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân, như triển khai xây dựng khu công nghiệp số 3 đã gây ảnh hưởng tới sản xuất trồng trọt của người dân của xã Tùng Lâm. Vì vậy, nhà nước cần có kế hoạch xây dựng, tu bổ một số tuyến kênh mương và hỗ trợ các hộ bị thu hồi đất phải ngừng sản xuất. Tỉnh cần có chủ trương kịp thời để tăng thêm nguồn biên chế và ngân sách cho huyện Tĩnh Gia, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tỉnh tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ, đầu tư cho các hộ dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền phát triển nghề cá. Cần đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ngã tư thị trấn Cổng đi cầu Đò Bè. Tái đề nghị tỉnh đền bù hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại khi thi công cảng cá Lạch Bạng. Do số lượng dân số đông trên 4.000 nhân khẩu, đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương chia tách thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh thành hai thôn khác nhau. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước trong khu tái định cư Hải Bình. Tỉnh sớm khắc phục, tu bổ hệ thống đê ven biển thuộc xã Hải Hà. Đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cần hoàn trả nguyên trạng tuyến đường dân sinh 3 km phục vụ xây dựng dự án đường 2B, đường Đông Tây 4 cho xã Trường Lâm. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước từ cầu đen đến đền đá ngang, tránh gây ngập lụt nhà dân và đường quốc lộ 1A khi vào mùa mưa bão. Tại hội nghị, ông Phạm Văn Nhiệm, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia và ông Nguyễn Văn Thi, tỉnh ủy viên, trưởng ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đã giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Kết luận hội nghị, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm và hứa tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Tại xã Các Sơn, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 21, gồm các ông Lê Văn Trung, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa, ông Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, ông Nguyễn Văn Đệ,
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Hợp lực đã tiếp xúc với cử tri 17 xã phía Bắc của huyện Tĩnh Gia. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp huyện cùng đại diện cử tri 17 xã phía Bắc của huyện. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 10 tháng năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm, kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã kiến nghị với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề như tỉnh cần có cơ chế, chính sách, hỗ trợ kinh phí, nâng cấp kênh mương thủy lợi nội đồng cho các xã sản xuất nông nghiệp. Các ngành hữu quan cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hàng giả, hàng nhái, phân bón, giống cây trồng, hàng tiêu dùng. Việc thực hiện chế độ chính sách theo quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế còn chậm. Đền thờ quận công Lê Đình Châu, di tích cấp quốc gia ở xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu tôn tạo. Đê Hào Hào được nâng cấp, sửa chữa từ năm 2011 đến nay vẫn chưa hoàn thành, cần lắp đặt đầy đủ các tấm chống lóa ở giải phân cách trên tuyến quốc lộ 1A. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 21, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã tiếp thu giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ tiếp thu và trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, Đảng ủy xã Hải Thanh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên xã Hải Thanh, 14 tháng 11 năm 1947, 14 tháng 11 năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, đại diện chính quyền các xã lân cận và toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Ngay sau khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công, công tác phát triển Đảng ở một số chi bộ trong toàn huyện rất được chú trọng. Được sự nhất trí của Đảng bộ huyện, ngày 14 tháng 11 năm 1947, chi bộ xã Hải Thanh được thành lập trên dòng sông Bạng, lấy tên là Tô Hiệu. Ngay sau khi ra đời, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện ủng hộ phong trào hũ gạo đồng tâm, hũ gạo kháng chiến. Căn cứ vào tình hình hoạt động và số lượng đảng viên, năm 1963, được sự nhất trí của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Tĩnh Gia đã thành lập Đảng bộ cơ sở xã Hải Thanh. Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng bộ xã Hải Thanh đã lãnh đạo nhân dân huy động sức người, sức của để phục vụ kháng chiến, đồng thời tập trung cho sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân, đập tan luận điệu phản động, chia rẽ, đoàn kết lương giáo. Toàn xã đã động viên tiễn đưa 1.327 người con ưu tú của quê hương ra tiền tuyến và hàng trăm thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, đóng góp 11.200 tấn hải sản, lương thực, thực phẩm cho nhà nước, ủng hộ 15.000 cây phi lao, tre, gỗ, giúp bộ đội làm công sự, hầm chiến đấu, 16 tấn lương thực, 8 tấn hải sản phục vụ dân quân, du kích trực tiếp chiến đấu trên quê nhà. Kết thúc chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Thanh được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang xã đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong thời kỳ đổi mới, bên cạnh việc tập trung xây dựng và phát triển đảng viên, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân tập trung phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, từ khai thác đánh bắt, chế biến hải sản đến kinh doanh, buôn bán các mặt hàng khác nhau. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn được công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ xã được công nhận là trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã đạt được trong suốt 70 năm qua.
đồng chí nhấn mạnh, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của cấp trên, cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng quê hương Hải Thanh ổn định về chính trị, vững mạnh về kinh tế, đảm bảo về quốc phòng an ninh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Hải Thanh tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, sức lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời tập trung lãnh đạo cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã, thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của cấp trên, xây dựng quê hương Hải Thanh nói riêng, Tĩnh Gia nói chung, ngày càng giàu đẹp văn minh. Cũng tại lễ kỷ niệm, Thường trực Huyện ủy và Đảng ủy xã đã trao huy hiệu 30, 40, 50 và 60 năm tuổi đảng cho một số đảng viên trong đảng bộ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 11, xã Cát Sơn tổ chức lễ phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh có đồng chí Lê Thiện Dương, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng lãnh đạo ban ngành đoàn thể cấp huyện. Xã Cát Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 2.393,6 hectare, trong đó đất nông nghiệp là 605 hectare, diện tích lâm nghiệp là 1.324,8 hectare. Hiện toàn xã có 2.154 hộ với 7.746 nhân khẩu, gồm 10 thôn và 1 xóm. Trong những năm qua, xã Cát Sơn đã tập trung khai thác, phát huy nội lực, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, xã đã có 7 trên 10 thôn được công nhận làng văn hóa cấp huyện. Hàng năm có trên 70% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được các thôn duy trì phát triển sôi nổi. Qua đó đã góp phần động viên nhân dân tích cực hơn nữa trong phong trào thi đua lao động sản xuất, gắn kết tình làng nghĩa xóm, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020. Toàn xã đã huy động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trị giá trên 40 tỷ đồng. Phát huy quy chế dân chủ, nhân dân trong xã đã đóng góp bê tông hóa được gần 15 km đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, môi trường sống của người dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ giáo viên giỏi và học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được tăng cường. Hiện xã đã hoàn thành việc phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế, các chính sách xã hội luôn được thực hiện kịp thời và đầy đủ cho các đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và ổn định. Với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, sự đầu tư hỗ trợ của các cấp các ngành, sau một thời gian thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Cát Sơn đã nỗ lực hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thiện Dương, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cát Sơn đạt được trong quá trình xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Trong thời gian tới, để sớm được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: thứ nhất, cán bộ đảng viên và nhân dân xã Cát Sơn đoàn kết thống nhất hưởng ứng phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và tiếp tục hưởng ứng xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thứ hai, đảng bộ và chính quyền xã Cát Sơn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Đó là tiêu chí trường học, cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao, cơ sở về hạ tầng,
thương mại, nông thôn và các tiêu chí về hộ nghèo. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khẩn trương, đề nghị tập thể lãnh đạo xã Khắc Sơn tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả cao. Thứ ba, quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ 12 của đảng, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện luôn bám sát quy hoạch, đề án, kế hoạch, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, khắc phục những mặt hạn chế, vướng mắc, phát huy tốt lợi thế, duy trì sự ổn định và từng bước hiện đại hóa, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng các ngành nghề trên địa bàn, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất và kinh doanh dịch vụ, tập trung huy động các nguồn lực, ưu tiên hoàn thành các công trình thiết thực đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân, xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa theo hướng xây dựng nông thôn mới. Thứ tư, tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội, lồng ghép chặt chẽ đồng bộ giữa phát triển đời sống văn hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng nếp sống văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với chất lượng cao, toàn diện hơn, mỗi thôn trở thành một cộng đồng dân cư phát triển về dân sinh, dân trí, dân chủ và văn minh, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cảnh quan làng xã, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, đảm bảo tốt vệ sinh môi trường, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo bước cải tiến nhanh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thứ năm, xây dựng đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng xã văn hóa nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và hưởng thụ. Kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sự buổi tập huấn có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Nguyễn Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, cùng các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân 34 xã, thị trấn. Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Hội đồng Nhân dân huyện trao đổi về một số chuyên đề, nhiệm vụ, quyền hạn của thường trực Hội đồng Nhân dân, công tác chuẩn bị kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp, một số kỹ năng điều hành các cuộc họp, kỳ họp cấp xã, tổ chức hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn, giám sát của thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp cho các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có thêm kiến thức, kỹ năng trong hoạt động thực tiễn tại địa phương, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện; Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Tĩnh Gia. Các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Đồng chí Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, khai mạc và chủ trì hội nghị. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã ban hành kế hoạch về phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2020, giao chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp năm 2017 và đến năm 2020 cho từng xã, thị trấn, thành lập Ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp huyện, tổ chức họp Ban chỉ đạo để xây dựng và ban hành quy chế hoạt động,
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thành lập tổ công tác giúp việc, ban chỉ đạo phát triển doanh nghiệp. Ban chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn huyện. Hiện tổng số doanh nghiệp đang hoạt động kê khai nộp thuế trên địa bàn huyện đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là 785 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 là 160 doanh nghiệp, đạt 53,3% so với kế hoạch giao, tăng 29% so với doanh nghiệp thành lập mới năm 2016. Trong 10 tháng đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức thành công 3 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 2 khóa bồi dưỡng doanh nhân với tổng số 402 học viên. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12, trên địa bàn huyện sẽ thành lập 250 doanh nghiệp mới đạt 83,3% kế hoạch tỉnh giao và tổ chức thành công 4 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 1 khóa bồi dưỡng doanh nhân. Đóng góp thảo luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều đưa ra những bất cập khó khăn trong công tác vận động các hộ gia đình kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn hoàn thành chỉ tiêu mà Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp huyện giao thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn. Để việc huy động thành lập doanh nghiệp mới đạt hiệu quả cao, đồng chí đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các đồng chí là thành viên tổ giúp việc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách, chế độ, thủ tục thành lập doanh nghiệp mới, để người dân, hộ kinh doanh, học viên mới tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò của doanh nghiệp trong xã hội, sự đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ đất nước, những lợi ích của chủ doanh nghiệp, của người lao động trong các doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền vận động, hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh cá thể hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về thuế để chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Cung cấp thông tin về chính sách thuế, hỗ trợ thực hiện báo cáo tài chính, chế độ kế toán, kê khai nộp thuế đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thành lập phòng hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp và đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 tiếp tục tổ chức thành công 4 khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp và 1 khóa bồi dưỡng doanh nhân. Ngày 12 tháng 11, thôn Hữu Đức, xã Mai Lâm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017. Về dự và chung vui với cán bộ và nhân dân thôn có đồng chí Mai Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện cùng Đảng ủy chính quyền xã Mai Lâm. Khu dân cư thôn Hữu Đức hiện có 160 hộ gia đình với 334 nhân khẩu. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với chính quyền thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Bà con trong khu dân cư đã đoàn kết, phát huy tính cần cù, sáng tạo trong sản xuất lao động, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa bàn, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 1,5 triệu đồng trên người trên tháng, số hộ nghèo giảm còn 0,9%, số hộ đạt gia đình văn hóa trên 90%. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua đã xây dựng được hơn 90% đường bê tông nông thôn, xây dựng hệ thống mương dẫn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất với chiều dài 100 mét. Trong thôn còn có mô hình kinh doanh, dịch vụ như vận tải, tạp hóa, tổ chức sự kiện, xây dựng. Chính vì vậy mà đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Đức Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà cán bộ và nhân dân trong thôn đã được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, thôn Hữu Đức, xã Mai Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định hương ước, quy ước của thôn xóm, nhất là bảo vệ môi trường, gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, gia đình ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy đã trao quà của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho cán bộ và nhân dân thôn Hữu Đức. Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện đã trao 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 11, thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2017. Về dự và chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Đông Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện cùng Đảng ủy, chính quyền xã Phú Sơn. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Sơn, năm 2017, Ban Công tác Mặt trận thôn Đông Sơn đã triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của khu dân cư, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thôn Đông Sơn, xã Phú Sơn hiện có 203 hộ với 850 nhân khẩu, trong đó có 9 hộ thuộc người dân tộc thiểu số và 5 hộ theo đạo Thiên Chúa giáo. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và làm công nhân trong khu kinh tế Nghi Sơn. Dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, Ban Công tác Mặt trận thôn Đông Sơn đã thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, ngày vì người nghèo. Trong đó, trọng tâm ưu tiên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt hương ước của làng, chung sức xây dựng nông thôn mới. Số hộ đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Mai Sĩ Lân đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Đông Sơn đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống, phấn đấu số hộ nghèo giảm, hộ khá giàu tăng lên. Đoàn kết để xây dựng đời sống văn hóa, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường lành mạnh để mỗi thành viên trong gia đình có điều kiện phát triển toàn diện, chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Nhân dịp này, đồng chí Mai Sĩ Lân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã trao quà của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho cán bộ và nhân dân trong thôn. Đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện trao 10 suất quà của Quỹ vì người nghèo huyện cho 10 hộ gia đình và Ủy ban Nhân dân xã Phú Sơn trao 4 suất quà cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11, Liên ngành Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, đội, Hội Chữ thập đỏ năm học 2017-2018. Sự buổi tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Thanh thiếu niên tỉnh, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, cùng lãnh đạo Chi hội Chữ thập đỏ, giáo viên tổng phụ trách đội, cán bộ đoàn khối trường học trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày, mùng 9 đến mùng 10 tháng 11, các chi hội Chữ thập đỏ, giáo viên tổng phụ trách đội, cán bộ đoàn khối trường học trên địa bàn huyện đã được cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện, huyện đoàn trao đổi một số nội dung: kỹ năng tổ chức sinh hoạt sao nhi đồng, kết nạp đội viên, đại hội liên đội, phương pháp thiết kế hoạt động đội, hướng dẫn điều lệ và nghi thức đội sửa đổi, kết hợp thực hành chương trình rèn luyện đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giới thiệu các bài hát múa sân trường và trò chơi dân gian, tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, đội, Hội Chữ thập đỏ cho các đồng chí phụ trách đội, Hội Chữ thập đỏ trong toàn huyện. Đồng thời tập huấn cũng là dịp để cán bộ đoàn, đội, Hội Chữ thập đỏ trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả, từ đó thay đổi, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các kỹ năng, chương trình hoạt động đội, đáp ứng được nhu cầu của các liên đội trường học trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 11, Ủy ban dân thị trấn tổ chức lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thị trấn lần thứ 2 năm 2017. Đại hội Thể dục Thể thao Thị trấn lần thứ 2 năm 2017 được tổ chức thi đấu từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11 với các môn thi đấu
bóng chuyền hơi nam nữ, cầu lông đôi nữ, bóng bàn đôi nam, đơn nam. Với tinh thần thể thao trung thực cao thượng, hơn 100 vận động viên đến từ 7 trên 7 tiểu khu trên địa bàn thị trấn đã thi đấu nhiệt tình, thu hút đông đảo nhân dân tới xem và cổ vũ. Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn Tĩnh Gia lần thứ 2 năm 2017 tạo khí thế vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào, luyện tập thể dục thể thao, quần chúng nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc Đại hội Thể dục Thể thao thị trấn lần thứ 2 năm 2017, ban tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao trong giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nằm trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trường tiểu học Phú Sơn luôn là một trong những đơn vị làm tốt công tác dạy và học. Từ những phấn đấu không mệt mỏi cho sự nghiệp chồng người, năm học 2016-2017, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Năm học 2017-2018, trường tiểu học Phú Sơn có tổng số 439 em học sinh ở 19 lớp. Do địa bàn thuộc xã miền núi của huyện, dân cư không tập trung, có nơi cách xa trung tâm xã 8 cây số, đường núi đi lại khó khăn nên trường học được học tại hai điểm, một điểm ở trung tâm và một điểm lẻ ở thôn Bắc Sơn. Đội ngũ giáo viên còn thiếu và giáo viên chủ yếu là người ở xã khác trong huyện đến giảng dạy. Một số giáo viên cách xa trường 20 km. Việc đi đến trường giảng dạy của giáo viên gặp rất nhiều khó khăn do đường xa, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Về cơ sở vật chất, nhà trường thiếu 6 phòng học văn hóa so với nhu cầu thực tế. Các phòng để hỗ trợ chuyên môn và đặc thù không có. Cô Vi Thị Hiền, giáo viên trường tiểu học xã Phú Sơn cho biết. Tốt nghiệp đại học được 9 năm thì tôi về đây công tác được 7 năm gắn với điểm lẻ của trường tiểu học Phú Sơn. Và hơn ai hết tôi rất hiểu con người cũng như các em học sinh ở đây. Các em học sinh ở đây chủ yếu ở hai thôn khó khăn, thôn Bắc Sơn và thôn Bình Sơn. Nhà các em ở xa trường, nhiều em học ở điểm lẻ nhưng mà vẫn cách trường 7 đến 8 km. Mới đây nhất là ảnh hưởng của cơn bão số 10. Tất cả các khe suối, sông hồ là nước dâng cao và chảy xiết. Nhưng các cô giáo vẫn cố gắng bám trường, bám lớp. Có những hôm mà đang học, trời mưa to, nước lũ lại về. Các phụ huynh chưa kịp đi đón các em thì chúng tôi lại đưa các em về nhà, cõng các em qua sông để các em có thể an toàn. Vì vậy, chúng tôi không chỉ đơn giản là dạy học mà chúng tôi còn lo đảm bảo đến tính mạng của tất cả các em. Khó khăn là vậy, song nhiều năm qua, Ban giám hiệu trường tiểu học Phú Sơn luôn chú trọng công tác duy trì, nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tốt việc huy động học sinh vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lên lớp và được lên lớp là 99,4%, tỷ lệ học sinh được khen thưởng đạt 61%. Đặc biệt, trường cũng quan tâm khuyến khích việc tự học và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên được học tập nâng cao trình độ. Nhà trường hiện có tổng số 22 cán bộ giáo viên, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 18 giáo viên và 1 nhân viên. 100% cán bộ giáo viên có trình độ chuẩn, 96% trình độ trên chuẩn. Có được kết quả đó, có thể khẳng định nhà trường đã không chỉ thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp giảng dạy mà còn thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua và cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động như phong trào dạy tốt, học tốt, phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Trong quá trình thực hiện, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai sâu rộng và đã vận dụng linh hoạt với điều kiện thực tế của trường. Với những kết quả đạt được trong công tác dạy và học trong những năm học vừa qua, sẽ là động lực để thầy và trò trường tiểu học Phú Sơn đạt được những thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp chồng người. Thưa quý vị và các bạn, qua 11 năm xây dựng và được công nhận là trường chuẩn quốc gia, đến nay trường tiểu học Hải Châu đã từng bước khẳng định một thương hiệu chất lượng giáo dục toàn diện qua các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cũng như các thành tích từ hoạt động bề nổi do ngành, liên ngành phát động. Kết quả đó là sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giáo viên nhà trường, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương từ nhân lực đến cơ sở vật chất.
tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong những năm qua, trường tiểu học Hải Châu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Hệ thống trường học ổn định, duy trì sĩ số từ 780 đến 800 học sinh với 28 lớp, huy động ra lớp đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học 100%, trong đó hoàn thành chương trình năng lực là 99,4%, hoàn thành chương trình phẩm chất là 100%, tỷ lệ học sinh được khen thưởng đạt từ 60 đến 65%. Đặc biệt, nhà trường luôn tiên phong đi đầu trong việc tham gia các phong trào thi đua do ngành và liên ngành phát động. Trong các năm học từ 2014 đến 2017, trường tiểu học Hải Châu đã có một học sinh đạt huy chương bạc cấp quốc gia trong cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ Việt Nam, 20 giải cá nhân và giải nhì đồng đội tại các hội thi câu lạc bộ. Đội ngũ cán bộ giáo viên luôn tích cực trao dồi chuyên môn và kỹ năng sư phạm. 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn, 80% giáo viên đạt trên chuẩn. Trong các năm học qua, trường tiểu học Hải Châu có một giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 6 giáo viên giỏi cấp huyện, một giáo viên đạt giải xuất sắc cấp quốc gia trong kỳ thi giáo viên với an toàn giao thông. Không chỉ có thành tích nổi bật trong các kỳ thi chuyên môn do ngành phát động, nhà trường còn luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hội thi của liên ngành như giải nhất hội thi tiếng hát và kể chuyện cấp tỉnh, cờ dẫn đầu của liên ngành cấp tỉnh, đoàn đội liên tục được trung ương đoàn tặng bằng khen. Thành tích nối tiếp thành tích, trường tiểu học Hải Châu đã được các cấp, các ngành ghi nhận và biểu dương bởi sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên tâm huyết yêu nghề. Nhà trường 3 năm liền được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. Công đoàn nhà trường hàng năm đều đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen, xứng đáng là lá cờ đầu trong bậc tiểu học của ngành giáo dục huyện nhà. Trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ và trật tự công cộng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 61 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 40 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 53 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe ô tô 5 trường hợp, tạm giữ xe ô tô 2 trường hợp, tạm giữ xe mô tô 2 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 10 triệu đồng. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2017, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn và va chạm giao thông nào. Ông ơi, mái tôn nhà bác Sửu bị ông thợ điện trèo lên, vừa đưa chân dẫm nhẹ một cái mà đã bị lõm xuống. Ông thợ điện bị trượt chân ngã chật gân rồi kia kìa. Nhờ thế mới biết bác Sửu mua tôn kém chất lượng. Giờ tôi sang nhà gặp bác ấy để tư vấn mua tôn hoa sen đây. Ây, bác Sửu kỹ tính thế mà sao vẫn mua chúng tôn dởm ông nhỉ? Tôi đã nói rồi, bác ấy có chịu nghe đâu. Giờ mới ra nông nỗi này. Như nhà mình dùng tôn hoa sen mấy năm nay rồi vẫn tốt. Nhân viên tôn hoa sen lại tư vấn rất kỹ về kỹ thuật, còn được bảo hành từ 10 đến 20 năm nữa. Thế nên vợ chồng mình mới quyết định mua còn gì. Vâng, tôi thấy bảo tôn hoa sen còn được xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia nữa đấy ông ạ. Tôn hoa sen được cả thế giới biết tới mà. Tôi qua thăm hỏi bác ấy, rồi tiện thể hai anh em ra chi nhánh tôn hoa sen để cập nhật tình hình. Tháng sau mình mua tôn về, lợp nhà cho vợ chồng thằng cả nhà mình. Vâng, ông đi đi, kẻ bác ấy đợi. Để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành, hãy gọi đến tổng đài 1800 1515 hoặc đến chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Địa chỉ: km 37 cộng 368 quốc lộ 1A, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0237 8726 999. Tôn Hoa Sen, thị phần số 1 Việt Nam theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam.
Ôi chào Quốc Thuận, chào Đức Huệ. Lâu quá mới thấy hai ông tới nhà tôi chơi. Wow, nhà anh Quyền Linh sờ toàn hàng hiệu không nghe. Ông này biết xài hàng chất đấy. Nè Quốc Thuận, cái vụ đó có cải thiện được chưa? Chưa ông ơi, nén nóng miền Trung làm cái chi cũng mềm ra hết. Bịt chỗ ni hán xì chỗ nớ, mà mới chỉ sờ bên trong thôi đó nghe. Tôi cũng hoàn cảnh không kém, chỉ xài bên ngoài thôi. Thế mà cái rét miền Bắc khiến cái gì cũng co rút lại hở hết cả van. Cứ thế nhỏ tong tong cả đêm, chả ngủ được không ạ? Vậy thì mong phải xài hàng hiệu thôi. Bao nắng nóng miền Trung, chấp giá lạnh miền Bắc, bền bỉ cùng mưa gió miền Nam. Ống nhựa UPVC, HDPE, PPR của thương hiệu Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Đức, đạt chuẩn quốc tế và được các công trình lớn tin dùng. Ống nhựa Hoa Sen đúng là vừa tốt mùa. Lại bền trong. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Để mua ống nhựa Hoa Sen đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành, hãy gọi đến tổng đài 1800 1515 hoặc đến chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Địa chỉ: km 37+368 quốc lộ 1A, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0237 8726 999. Ống nhựa Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của châu Âu. Năm nay nhà ông lại được mùa to rồi. Bông lúa tốt và đẹp quá. Nhìn ruộng lúa của ông mà tôi thấy tủi thân chỉ vì không nghe ông. Chuyện tôi đã bảo bà nhiều lần rồi, phải dùng phân bón NPKS Lâm Thao. Vì NPKS Lâm Thao ngoài thành phần đạm, lân, kali còn có đầy đủ các nguyên tố trung lượng và vi lượng, rất cần thiết cho cây trồng bà ơi. Ui, thì ông mua NPKS Lâm Thao ở đâu vậy? Ôi, bà không biết à? Bà cứ lên đại lý nào của phân bón Lâm Thao ở trung tâm xã là có đầy đủ các loại. Đấy đều là các đại lý có uy tín. Này, bà nhớ phải chọn sản phẩm có 3 nhành cỏ xanh và có chữ Lâm Thao ở dưới bà nhá. Thế à ông? Được rồi, chiều nay tôi sẽ lên trung tâm xã mua luôn. Ông có vẻ mê tín phân bón Lâm Thao gớm nhỉ? Bà không biết à? Phân bón Lâm Thao không những được bà con cả nước tin dùng mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả những thị trường khó tính, nông nghiệp phát triển như Malaysia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Sắp tới công ty còn sản xuất NPK có hàm lượng cao, chắc chắn sẽ cho năng suất cây trồng cao hơn nhiều. Bà hiểu chưa? Ông nói thế tôi yên tâm rồi, cảm ơn ông, cảm ơn ông. Bác ơi, bác, làm sao mà lúa nhà bác tốt thế? Ồ, nhà tôi dùng phân bón thần nông đấy. Phân bón thần nông? Đúng vậy, công ty cổ phần thần nông luôn tự hào là doanh nghiệp nhà nước ra đời trong thời kỳ đổi mới mạnh mẽ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Gần 15 năm qua, thần nông luôn đồng hành cùng bà con nông dân với dây chuyền công nghệ sản xuất phân bón tiên tiến nhất, luôn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất. Vì vậy, cho ra đời những sản phẩm phân bón có chất lượng ổn định và đảm bảo nhất. Thần nông có phân bón dành riêng cho tất cả các loại cây trồng, cây nông nghiệp, cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây ăn quả và cây hoa màu. Phân bón thần nông bao gồm phân chuyên dùng bón lót, bón thúc, phân bón theo cây, theo đất, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. Phân bón thần nông đặc biệt có bổ sung trung lượng, vi lượng, cân đối dinh dưỡng, giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất chất lượng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Phân bón thần nông, cây trồng năng suất. Lợi ích của nhà nông là hiệu quả của thần nông. Thần nông, bạn của nhà nông. Thần nông, bạn của nhà nông. Lúa ngô khoai lạc trên đồng tốt tươi, xóm thôn rộn rã tiếng cười, nông thôn đổi mới hơn người thần nông. Xóm thôn rộn rã tiếng cười, nông thôn đổi mới. Cô Hoa đấy à, chủ nhật mà cô đi đâu vội thế? Ô, bác Sơn ạ, cháu đang vội về, đưa cu Bim đi siêu thị Ái Mắc.
cho Bim vào khu vui chơi, con cháu tranh thủ mua đồ cho cả gia đình. À, siêu thị AMAX đối diện chợ Còng đấy hả? Vâng ạ, tháng này là tháng sinh nhật AMAX, nhiều chương trình khuyến mãi hay lắm bác ạ. Ồ, vậy à, nghe bà nhà tôi nói mấy hôm nay mà tôi cũng chưa đi siêu thị được. Thế có gì hay không cô Hoa? Có chứ bác, ở AMAX có chương trình giảm giá sốc và tặng quà đi kèm nữa bác ạ. Hôm rồi cháu mua quần áo cho bố con cu Bim mà được giảm tận 50% đấy bác ạ. Cháu thấy giá ở đây rất rẻ, hàng hóa đẹp, chất lượng đảm bảo thì ai mà không thích ạ? À, thế hôm chủ nhật vừa rồi, bà Nga hàng xóm sang khoe với bà nhà tôi đi siêu thị mà được tặng cả một bộ khăn tắm mang về đấy cô ạ. Vâng, cháu cũng được quà là một chảo san hào trị giá 299.000 đấy bác ạ. Cháu mua hóa đơn chỉ 350.000 đồng là được một phiếu bốc thăm trúng thưởng rồi. Nhiều quà hấp dẫn lắm, mà cũng nhiều người được quà nữa ạ. Hôm nay cháu cũng tính đi mua để bốc thăm đấy bác. Vậy tôi cũng phải về, chở bà nhà tôi đi AMAX ngay thôi. Thế lát cháu qua rồi mình cùng đi AMAX nhé bác. Hôm rồi cháu thấy trên tờ rơi 26 này còn bốc thăm trúng cả TV cơ đấy bác ạ. Vậy cô cho tôi mượn tờ rơi xem thử xem nào. Tôi về giục bà tôi đi ngay, không lại muộn mất. Cảm ơn cô Hoa nhiều nhé. Vâng ạ, cháu chào bác. Viên Thu Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thu Nga tròn 20 tuổi. Viên Thu Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về nằm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop Sinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thu Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thu Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thu Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thu Nga số 33 Quang Trung, tiểu khu 6 Tĩnh Gia để nhận được ưu đãi cực khủng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Phan Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Hoàng Thanh, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú viết mẫu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.